lòng luôn. Ăn mì. Ngon quá. Flattie, Flattie. Vâng mama. Con đã ăn mì. Không mama. Nói dối phải không? Không mama. Đưa tay của con. Nó đây. Xin lỗi Flattie, mì này của mẹ mà. Và cái này cho con. Yay. Ngon lắm. Ok. Mình sẽ tự làm mì cho mình. Đây, này, và bây giờ yay, mì đây. Flattie, Flattie. Vâng, mama. Con đã ăn mì. Không, mama. Nói dối phải không? Không, mama. Đưa tay của con. Ở đây. Nhìn trông giống mì thật. Con có thể làm nhiều hơn cho mẹ không? Mẹ ơi, con không còn thêm nữa. Đừng lo lắng, hãy đi đến cửa hàng. Yay. Tiền dành cho tôi. Đồ chơi cho bạn. Tạm biệt. Tạm biệt. Xin chào. Chú có mì ống không? Hôm nay hết hàng, bán hết rồi. Con có thể yêu cầu Nikki. Oh. Yeah. Yeah. Chúng ta có thể chơi bột không? Tìm đâu? Được rồi. Cảm ơn. Tưởng hay đấy. Wow, mì cầu vồng. Hãy nhìn những màu sắc tuyệt đẹp. Mami, mami, con Nikki. Ăn mì phải không? Không Nikki. Nói dối phải không? Không Nikki. Đưa tay ra đây. Được rồi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm nhiều hơn nữa. Cố lên. Cố lên Nikki, đi thôi. Xin chào, vui lòng một bánh pizza. Ok. Ngon quá. Hả? Ồ. Đến lúc ăn pizza. Yahoo. Hả? Ồ, mẹ mua bánh pizza. Chúng ta cần dừng ngay bây giờ. Chuyện gì xảy ra với bánh pizza của mình vậy? Này, ai ăn bánh pizza của tôi? Hãy cho tôi một cái mới. Ngon lắm. Cho tôi pizza. No. Ha ha, pizza của mình. Yummy. Của mình. Ha ha. Hả? Xin chào mẹ. Chào Nikki, con khỏe không? Dạ con khỏe. Ồ, con vẫn ổn. Mẹ có bánh pizza cho chúng con ư? Gì? Không. Không. Pizza của mẹ. Hả? Ủa. Tạm biệt mẹ. Đập tay. Bye bye.
Nữa hả? Pizza của mẹ. Ô, mấy thằng nhóc. Xin chào, tôi cần bánh pizza. Ok. Gris. Này, Gris, đó là pizza của mẹ. Mình có nước trái cây. Ellie. Nước trái cây của mẹ. Xin lỗi mẹ yêu. Này hàng xóm. Gì ạ? Tại sao con lại lấy thức ăn của mẹ? Mẹ còn phải ăn thực phẩm lành mạnh. Đúng. Đồng ý. Thực phẩm lành mạnh thì tốt. Đồ chơi của anh. Chơi đồ chơi của em đi. No. Nè Chris, đó là phòng của anh. Chris, đó là đồ chơi của anh. Chơi đồ chơi của em đi. Mẹ ơi, Tristan cần đồ chơi. Sao? Vì em ấy đang chơi đồ chơi của con. Được rồi, chúng ta đi mua sắm thôi. Dạ. Được rồi, đi thôi. Đi thôi. Nhìn đi. Ồ, xe mô hình. Mẹ ơi. Dạ mẹ ơi. Của con đó. Tuyệt. Đi thôi. Rum. Oh, dum. Run. Yeah!
mẹ rất vui khi Tristan có đồ chơi của riêng mình. Dạ. Ô, con yêu. Có lẽ ai đó có thể giúp mình. Này, của anh, của em. Mẹ đâu rồi nhỉ? Hãy đi tìm mẹ. Dạ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ồ. Mẹ ơi, mẹ đây rồi. À, chào các con có thể giúp mẹ không? Đồng ý. Ồ. Mẹ đang làm gì vậy mẹ? Mẹ đang xây dựng một ngôi nhà 3 tầng. Tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Wow, nó sẽ là một ngôi nhà khổng lồ. Đã đến lúc xây rồi. Đúng vậy. Chúng ta cần thêm khối. Được thôi. Chào, chúng tôi cần thêm khối. Ok. Ồ, máy bay trực thăng đang đến. Nikki, qua đây. Cho con giữ nó. Siêu thật, tầng trệt đã sẵn sàng chưa? Ồ, chưa xong. Nó sẽ là một ngôi nhà đẹp. Tầng 1 đã làm xong. Oh yeah. Oh. Làm tốt. Cô là Nikki. Nó cao hơn mẹ luôn. Yeah. Nikki, con có thấy Flash đâu không? À, Flash đây rồi, mẹ bắt được rồi. Tầng 1 xong, tầng 2 xong, tầng 3 chưa xong. Nhanh lên Nikki, hãy đi làm thôi. Được thôi. Oh yeah. Nhanh lên, nhanh lên. Dừng lại. Oh, tầng 3 sẽ là nơi tuyệt vời nhất. Đúng vậy. Hoàn thành. Các con, nhà của chúng ta đã sẵn sàng. Yeah. Yeah. Các con, mẹ đến đây. Mẹ chọn tầng 3. Con muốn ở tầng 2. Đồng ý. Mình thích ở tầng 2. Nikki, chào Flash. Chào các con, tôi ở đây. Ha ha. Ô, con trai, chúng ta cần đồ nội thất. Con sẽ gọi cho đồ nội thất. Và em nữa. Xin chào, xin chào, số đồ nội thất. Ok. Okay. Quả đen thì kìa. Cảm ơn. Là phòng của con. Đẹp. Ngôi nhà thân yêu. Chào mừng đến phòng của mình. Ta có tivi. Phòng
con trai Flat, Nikki, chào mừng con đến với phòng của mẹ. Tuyết, con thích nó không? Dạ thích. Mẹ cũng vậy. View đẹp, con có thích không? Dạ thích. Tuyết, ra đây các con. À, yuhu. Oh, wow. Oh, nhanh lên, nhanh lên. Yuhu. Nhanh lên, nhanh lên. Oh, các con tôi.